Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Nội dung video này thì em sẽ lưu ý cho các anh chị chúng ta một số cái lưu ý khi các anh chị chúng ta mua một cây hoa hồng và chúng ta trồng, và em sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta trồng nhanh một cây hoa hồng. Thì khi các anh chị mua một cái cây hoa về ấy, thì em lưu ý cho các anh chị nhé, là chúng ta mua cây ấy, là các anh chị phải nhìn vào cây gốc này. Nhiều các anh chị chúng ta không có kinh nghiệm, chúng ta mua cây chúng ta bỏ rất nhiều tiền ra nhưng mà chúng ta lại mua được một cái cây nó lại không ưng ý. Cô anh chị muốn nhanh có một cây hoa hồng to thì cô anh chị phải nhìn vào cái gốc này. Thứ nhất là cái gốc này cô anh chị mua ấy, là nó phải các cành ở cái, nó đâm ra này, nó phải là những cái cành trưởng thành, cành xanh như vậy nhá. Nhiều cô anh chị chúng ta cứ nghe người khác xui mua những cây hoa hồng già rồi những cây hoa hồng mà cái thân nó cứ đen thui ấy. Những cây đó nó về nó đâm chồi kém lắm mà nó không phát triển mạnh được đâu. Càng già thì phát triển càng yếu. Cái cây mà đây này, cô anh chị này, em cô anh chị nhìn thấy em mua được cái cây đẹp chưa? Toàn bộ nó là chồi xanh nhá. Em tính sơ sơ ở đây nó phải được gần chục cái chồi này, được gần chục cái cành. Đây, bây giờ mỗi cái cành nó đang đâm chồi được các anh chị này, thấy chưa? Đấy. Mỗi một cái cành này nó trả cho em một cái chồi này đây này, nó đang đâm rất nhiều chồi ở gốc này. Thì có phải là tự nhiên là 10 cái này, 10 cái cành này nó đâm ra 10 thêm 10 cái chồi nữa đúng không ạ? Này em có 20 cành thì cái cây của em nó mới nhanh sum. Rất nhiều các anh chị hỏi là thế làm thế nào để cho nó đâm chồi gốc? Nếu các anh chị mua cành chiết về các anh chị trồng ấy thì em sẽ hướng dẫn các anh chị. Thế còn nếu các anh chị nào mà mất công bỏ tiền ra mà mua một cây hoa hồng như của em này thì chúng ta nên chọn một cái cây hoa hồng mà nó có nhiều chồi gốc như vậy. Đấy, các anh chị thấy hay không? Đây nhá, cái này hôm nay em chỉ cho các anh chị này. Thay vì những cái cây này em mua khoảng 300.000 cả bao ship từ Đà Lạt ra, thì các anh chị mua một cái cây 300.000 nó chỉ có mỗi một cành không à? Tức là nó chỉ có mỗi một cái thân này không thôi. Hoặc là 2-3 cái là cùng thôi. Nhưng 300.000 em mua được 10 cái thân này. Nó khác nhau chưa? Cô anh chị mua một cái cây có 3 thân về, cô anh chị phải bắt nó đâm ra 7 thân nữa thì nó mới có 10 cái thân. Nhưng em không cần phải bắt nó đâm thân nữa, nó đã có sẵn rồi. Tức là em mua một cái cây nhá, em mua một cây hoa là không bao giờ em nhìn cái phần trên này nó có những cái hoa gì hoặc là như thế nào đâu. Mà em nhìn cái gốc này, cái gốc càng nhiều cành ấy, thì sau này cái sự phát triển cành của nó càng mạnh. Đấy, và cái gốc này càng nhiều cành xanh ấy, đấy, càng nhiều cành tơ như vậy này, thì sau này nó phát triển ra nó đâm càng nhiều chồi đẹp các anh chị. Đấy, và nó cái cành nó khỏe như vậy là ok, cây này thì nó khỏe như vậy là được rồi các anh chị. Thế còn khi mà nó đen như vậy thì đây này, nó cứ đến đoạn nào mà mắt ngủ nó muốn đâm chồi ra các anh chị nhá, thì chúng ta cắt đến đó thôi, bỏ cái khúc trên đen đi, đen là chuyện bình thường có gì đâu các anh chị. Đây này, để vài hôm hứng mưa nó muốn đâm chồi rồi, đây này nó đang đâm chồi đầy thế này các anh chị. Đấy là cái lưu ý quan trọng nhất cho các anh chị khi mà các anh chị chúng ta mua, là mua phải mua được những cái cây nó có nhiều cành ở gốc và cái thân của nó phải là những cái thân xanh như vậy. Đừng ham những cái thân đen, đừng ham những cái cây to, bởi vì là cây to là cây sắp chết rồi, nó già nó sắp chết rồi. Một cái cây này chúng ta có anh chị lưu ý nhá, một cái cây mà nó cho nhiều hoa là cái cây nó phải trong quá trình nó phát triển, còn một cái cây mà nó đã ở cái tầm nó dừng phát triển rồi thì không bao giờ nó cho nhiều hoa, bởi vì nó phải trong quá trình phát triển thì nó mới đâm được nhiều cành nhánh ra thì nó mới cho nhiều hoa. Còn một cái cây mà nó đã hoàn thiện rồi giờ nó chỉ có đen thân, nó lụi đi thôi, nó đến đỉnh rồi mà nó chỉ lụi đi thôi thì không bao giờ nó cho nhiều hoa, các anh chị lưu ý nhá. Đấy là cái quan trọng nhất. Còn trồng cây nhá, trồng cây hoa hồng thì có cái gì đâu các anh chị, các anh chị đừng có cầu kỳ làm cái gì cả. Giá thể các anh chị có thể sử dụng đất thì ở đây em có đất thịt này, đất thịt thì nó có đất thịt pha sét hoặc đất thịt pha cát. Ở đây thì em vừa pha sét vừa pha cát. Cái loại pha sét làm sao biết được, bởi vì cái loại pha sét không bao giờ các anh chị làm cho nó nhỏ mịn ra được, lúc nào nó cũng cái kiểu nó bết nó dính như vậy. Đấy, các anh chị thấy chưa? Đấy, nó cứ hòn hòn cục cục như vậy này. Đấy, nó không mịn được ra đâu các anh chị nhá. Đấy, nó dẻo đó, gọi là đất thịt pha sét. Còn đất thịt pha cát các anh chị cầm, các anh chị bóp một cái này nó rời trong giỏng này thì gọi là đất thịt pha cát. Đấy, thì tỷ lệ đất với lại chấu là 50-50. Nhà vườn nhá, nhà vườn họ thường chỉ trộn 70-30 thôi, tức là 70 đất với 30 chấu. Nhưng em sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta trộn 50-50. Thế tại sao nhà vườn họ lại không trộn 50-50? Bởi vì là nếu trộn 50-50 này ấy, mà đặt ở những cái vị trí mà nó nắng nhiều ấy thì đất nó nhanh khô. Nó nhanh khô thì đối với chúng ta chỉ chơi vài cây hoa thì ngày nào chúng ta cũng tưới nước được. Thế nhưng mà nhà vườn thì các anh chị, họ có cả mẫu ấy, hàng chục, hàng vạn cây ấy, làm sao mà ngày nào cũng cầm vòi đi mà tưới nước được. Các anh chị đúng không ạ? Vì vậy là các anh chị phải lưu ý là nhà vườn họ chăm theo cái kiểu của nhà vườn, của chúng ta chăm theo kiểu của chúng ta. Thế còn nếu trộn như nhà vườn này thì do là cái đất này nó giữ được nước nên chúng ta cần phải tiết giảm lượng nước lại. Thường nhà vườn như này nhá, họ trộn cái đất kiểu này thì kể cả có nắng 39 độ thì cũng phải 2 đến 3 ngày họ mới tưới nước một lần.
Vậy thì nếu chúng ta mà đặt ở những cái vị trí mà ví dụ nhà vườn họ đặt ở cái vị trí có khoảng 8 tiếng nắng một ngày mà chúng ta chỉ đặt ở vị trí 4 tiếng một ngày mà chúng ta muốn để cái đất của nhà vườn chúng ta chăm ấy, thì thông thường họ khoảng 3 ngày họ tưới nước thì chúng ta một tuần chúng ta mới phải tưới nước một lần. Chúng ta hiểu cái đặc tính của đất thì chúng ta sẽ chăm được cây, đất nào chúng ta cũng chăm được, chứ đừng có đổ cho nhà vườn họ trồng một đất sét. Đất sét không phải đâu các anh chị, đó là đất phù sa pha sét. Cái loại đất đó đặc tính là nó quánh, nhưng mà cái nhược điểm của nó là nó quánh, thế nhưng mà cái ưu điểm của nó lại giữ được rất nhiều dinh dưỡng. Nên trồng ở những cái loại đất đó mà biết cách chăm ấy thì cây phát triển khỏe hơn các loại đất khác, mà cái rễ nó bền hơn, nó sống thọ hơn. Đấy, cái ưu điểm của nó như thế. Vì vậy là chúng ta biết được là nếu nó giữ nhiều nước thì chúng ta phải hạn chế tưới nước lại, chứ không thể loại đất nào chúng ta cũng tưới một kiểu nước, cũng cho một kiểu dinh dưỡng được. Cái loại đất thịt này, đất thịt với đất phù sa nó rất giàu dinh dưỡng, nên cái chế độ ăn của cái loại đất thịt, đất phù sa nó cũng ít hơn so với những cái loại đất cát hoặc là những cái loại giá thể như là sơ dừa và chấu các anh chị nhá. Đấy, chúng ta phải hiểu như vậy để chúng ta biết cách chăm cây. Hôm nay sẽ trồng thử một cây nhá, trồng thử một cây mà em không dùng cái gì khác ngoài đất, tức em trồng đất không ấy, để em chứng minh cho các anh chị thấy là chúng ta nhiều khi chúng ta đổ lỗi cho nhà vườn rất nhiều. Bởi vì các anh chị là người mới, các anh chị cứ nghe người ta nói thế nào chúng ta tin như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao họ chăm được, đến tay chúng ta lại không chăm được. Lý do tại sao, đúng không ạ? Nếu họ cho ăn món lá, chúng ta cũng cho ăn món lá, sợ cái gì đâu, đúng không? Nhưng mà chúng ta cho ăn món lá nó vẫn rụng lá, nó chết. Bởi vì là nhà vườn thì họ để được 8 tiếng nắng, còn chúng ta chỉ để được có 2 tiếng nắng thôi. Các anh chị thấy khác nhau chưa? Đấy. Thế còn khi trồng thì các anh chị lưu ý nhá, lót đáy chậu. Ở đây em trồng trên tầng 3, em không bê được xỉ than lên thì em lót bằng xốp. Các anh chị có thể dùng xốp các anh chị lót này. Mục đích của việc lót này là gì? Để làm cho cái đất này các anh chị này nó không dính vào đáy chậu thì nó sẽ thoát nước được ra ngoài. Vậy thôi, nó chả có cái gì cả. Vậy thì xốp hay gỗ hay là xỉ than hay là đất lung hay là đá đều được hết các anh chị. Miễn là làm thế nào để cho cái đất này khi mà nó nhuyễn ra, nó không bết xuống đáy chậu thì nước nó sẽ thoát ra ngoài là được. Thế còn nếu mà đất mà nó chặt quá thì chúng ta tưới ít nước lại. Đấy, bón phân chúng ta sẽ không bón phân hạt nữa mà chúng ta tưới để cho nó nhanh thấm vào, thế thôi, được chưa? Đấy, bây giờ em sẽ đưa cây ra nhá, em sẽ đặt vào trong chậu cho các anh chị xem. Ở đây em lưu ý cho các anh chị nha, đây nha các anh chị nha. Khi các anh chị nhấc ra thì các anh chị sẽ thấy được những cái rễ này, các anh chị thấy chưa? Những cái rễ nó nằm ở dưới đáy chậu, nó bó vào như vậy. Đây gọi là bó rễ. Bây giờ các anh chị chúng ta không nên nhấc cả cái bầu này vào, các anh chị phải bậy nó ra này, làm lỏng cái rễ này ra. Nhiều các anh chị bảo là động rễ nó chết, động rễ không giờ chết được các anh chị nhé. Chúng ta phải phá cái bó này đi, nếu không ấy là cái bó nó không phát triển ra đâu. Và sau dần dần nó thối các anh chị. Cậy cái đáy này đi này. Tức là làm vỡ cái đáy này ra nhá. Đừng để cả bầu vào nhá. Để cả bầu vào các anh chị sẽ thấy một cái điều là nó cực kỳ chậm phát triển rễ ra. Phải làm nó lung ra này. Bây giờ chúng ta đặt vào. Đấy, ok các anh chị. Thank you.
Ở đây là sau khi trồng xong và cắt tỉa các bạn chị nhé. Đấy, cắt bỏ hết những cành đen này. Sau đó các bạn chị sẽ lấy một gói kinh rễ Trung Quốc, các bạn chị hòa với 30 lít nước, các bạn chị tưới đậm lại cho em. Sau đó các bạn chị để nó vào cái chỗ vị trí nhiều sáng, tránh nắng cho em khoảng 4-5 hôm các bạn chị nhé. Đấy, thì sau đó các bạn chị cho ra nắng dần dần là vừa. Ban đầu khi chúng ta mới trồng ấy, thì chúng ta nên tránh nắng cho cây vài hôm. Đừng tránh nắng quá, đâm ra nó lại bỏ cành các bạn chị nhé. Video hôm nay thì em xin phép dừng lại đây thôi. Các bạn chị thấy hay, hãy đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ cho mọi người để mọi người biết. Xin chào tất cả các bạn chị nhé.